Ngày hôm nay mùng 3 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Quang Vũ, 40 tuổi, trú tại số 1 Chu Văn An, phường Phú Hội, thành phố Huế để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra, ngày 20 tháng 12 năm 2021, Lê Quang Vũ thuê chiếc xe ô tô nhãn hiệu Porsche mang biển kiểm soát 75A11555 của anh Nguyễn Hoàng Sang sinh năm 1990, phường Thuận Hòa, thành phố Huế để làm phương tiện đi lại. Chỉ một ngày sau đó, Lê Quang Vũ đã mang chiếc xe nói trên đến cầm cố tại cửa hàng cầm đồ do anh Võ Văn Sơn Hoàng sinh năm 1981, ngụ phường Tây Lộc, thành phố Huế làm chủ, được 4 tỷ đồng. Có được số tiền, nghi phạm Vũ đã đem đi trả nợ, tiêu xài cá nhân và tìm mọi cách để chây ý việc trả xe. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng và làm rõ hành vi vi phạm của những người liên quan.